Hôm nay, lực lượng tiểu đoàn phòng hóa quân khu 5 và Trung tâm ứng phó sự cố hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân miền Trung thuộc binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng đã triển khai phun hóa chất khử khuẩn trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, hai phường Nà Hiên Đông và Thọ Quang được phun khử khuẩn phòng chống COVID-19 trong đợt này. Đây là hai địa phương có nguy cơ cao khi liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, đoàn xe chuyên dụng với hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện, thiết bị cơ động đã tiến hành sát khuẩn các khu vực dân cư trên địa bàn và cả những khu vực phong tỏa cứng bên trong tại phường Nại Hiên Đông, đảm bảo an toàn, nghiêm ngặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc phun khử khuẩn tiêu độc này góp phần ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.